Nghĩa là khu vực này chỗ chỗ này chỗ bạn đứng nó không phải chỗ để rác. Nhưng mà bạn không có cái quy định là không được để rác ấy. Cháu không thấy có cái biển nào là không được để rác cả, và trừ khi xã cho cái cắm biển là không được để rác. Ngay như đơn thuần mình hình dung là đây của đình của chùa tôi không được để ở đây là đúng thôi. Chú quân viên này hết vào chứ không thể nào là nhận cả cái đường này là của đình của chùa rồi. Mẹ, mày ăn tiền, mày ngủ đây ạ. Anh khu này. Đây là khu di tích lịch sử nha. Khu dân cư này là tập kết rác ở khu di tích nè. Hôm nay hội đồng niên 8 năm là thôn Nghi Thủy dọn rác là rất là bức xúc các bạn ạ. Bởi vì đây là khuôn viên đẹp đẹp chung của thôn Kiên Thủy các bạn ạ. Không đấy được thì lấy xe lăng con mẹ ra làm kia luôn. Ông này cứ trổ sơn và thôi xem là tấn. Bây giờ ví dụ là bảo là không cần và nghĩa là khu vực này chỗ này chỗ bạn đứng nó không phải chỗ để rác. Nhưng mà tại sao lại có cái quy định là không được để rác ấy? Cháu không thấy có cái biển nào là không được để rác cả, và trừ khi xã cho cái cắm biển là không được để rác. Ngay như đơn thuần mình hình dung là đây của đình của chùa tôi không được để ở đây là đúng thôi. Chú quân viên này hết vào chứ không thể nào là nhận cả cái đường này là của đình của chùa. Bây giờ mặt tiền mà cháu bảo để như thế này cháu không để được. Thứ nhất là cháu bảo để lên cháu. Nhưng mà thưa cô, lại bảo cháu để rác là đang đúng. Cô ơi, bây giờ đóng lốc là khuôn viên chùa thì bọn cháu sẽ tiếp thu và không để đây nữa. Đấy, nó nói cho cháu như thế là thôi bao đấy. Bạn trẻ này nói rất là hợp lý và chuẩn đấy. Rất là hiểu chuyện. Bảo là bọn cháu bắt buộc đây, bây giờ có người đóng góp ý kiến là không được để đây thì bọn cháu không để đây. Thế dụ như này là cái thứ 2 hay thứ 7 nó thu thế. Chứ không thể nào nói là bọn cháu tự ý để ở đây rồi. Đã để chỗ khác rồi và mọi người bảo. Còn hiện giờ là cái khu vực này là không được để ra ở đây là đúng, bởi vì đây là khuôn viên di tích. Để rác ở trước cửa nhà chùa là không được rồi. Trước cửa chỗ bên này nhà cháu là không được để bên công viên bên này. Đấy, bây giờ ở đình ở chùa rồi. Đúng rồi, mà cháu không được để. Mà cháu sẽ để sang bên này của cháu. Hay là nó thu thứ 7 hay chủ nhật hay là buổi sáng hay buổi trưa thì cháu về bên này người ta sẽ xách của cháu đi. Còn không được để bên chị này. Thấy, cháu thấy bỏ mọi người đấy. Rất là bắt bẻ và không bắt bẻ đâu. Cháu được nhá. Không có nhà bác lên này bác được để cho cây cọ này. Bác nào cũng để thôi. Cháu cũng để một thùng ba thùng vào đấy thôi. Cô lại bảo hết cả dòng đi. Không, cháu không bảo đâu. Bây giờ cô bảo để bên đây là để giữa cửa bây giờ cháu ra. Bây giờ nhà ai ở bên kia người ta cũng để trước cửa nhà người ta cơ mà. Cháu nhìn từ biệt kia ai cũng để trước cửa nhà người ta có dám để lên cửa đình chùa này đâu. Đấy. Bởi vì nhà họ có ở đây đâu, còn cháu ở đây tướng thì cháu ở đây người ta để. Đây là nhà đây trước mặt tiền. Đấy, trước mặt tiền là cháu không để được, còn cháu để bên này cháu để lúc nào cũng được, các cô không nói. Được chưa? Thôi thì hiền thôi, đằng nào đang hội hè mình cũng tuân thủ tí. Không phải hôm nay là ngày hội hè mà bất kể từ nay trở về sau là không được để ở đây. Để rồi. Chứ không phải là ngày hội, xong hội là vứt rác ra chỗ này là không được, chứ không phải là như thế nói không đúng. Hiểu không? Cháu phải hướng dẫn cho người ta để vào một nơi chưa đây. Cháu bảo rồi, bây giờ mọi người đóng góp ý kiến như nào thì bọn cháu sẽ làm ra hợp lý và nghe theo. Thì các bác cứ đóng góp ý kiến thôi. Thế thì nha, thế cũng như hôm nay là thứ 7 nó thu đúng không? Hay là buổi sáng hay buổi trưa thì cứ để trước cửa này là người ta sẽ xách đi. Đúng không? Nhưng bây giờ để trước cửa chùa này là không thể được. Vâng. Mày vào mày có thay thằng cán bộ ra đây. Không. Bây giờ trước cửa chùa là ngày Tết là không để được. Còn chúc như là thứ 7 chủ nhật nó thu thì cháu sẽ để trước cửa nhà cháu. Cháu ở bên này cháu cứ để bên này thôi. Hôm nay anh nói em là trong
mình cho vào túi xong để vào trong thùng. Mà cho làm như vậy nhưng mà không chịu bốc ra, nó không chịu bốc ra từ thùng 1. Hai cái thùng mà. Cô láo, có túi bốc. Thế là con láo. Thế thì phải ý kiến với cả thôn ở cái đấy. Chứ còn bây giờ là để sang đây được chưa? Nó không bốc ra đâu. Nó không bốc ra. Bỏ tôi bảo anh em nói cho mày nghe, ngày mai cô nó làm thứ sáu hay thứ bảy thì mà sẽ xách cái bỏ ra chở đi luôn. Thế thì gọi mấy cái bọn thu tiền ra nha, đập vào mặt nói. Mà quan là còn bị mất 300.000 thuê họ chở cái thùng đi cho họ luôn, nhưng mà mình mất tiền cho họ chở chúng đi luôn. Này thôi thì không được để anh người à. Nhưng mà cô bảo bây giờ bọn quan trong đây người đến khăn thì là để rác trước cửa, quan không có lối ra mà thu rác mà có thu đúng giờ đâu. Vấn đề là từ sáng tới cửa trước cửa căn nhà này không cho để, nghe để giữa cổng nghe nó có làm sao nó hợp lý thôi, không là cái bây giờ nếu đóng góp là không đóng ở đình bọn cháu thu nhận, nhưng mà làm sao phải giúp bọn cháu phải sinh hoạt đấy chứ, đúng không? Đây cái chỗ thu góp bọn cháu cũng là dân, nhưng mà cháu mua nhà ở đây là con đã chúng tôi chúng tôi làm cái gì không có bây giờ đâu rồi, không có số nữa này mà để ra đây rồi không cho để, ai không cho để bà ấy không cho để đây, để bên này bà ấy không cho để. Ví dụ đang ví dụ như thế. Để bên này bà ấy mà không cho để ra, để bên nhà bà ấy. Đây là khu di tích lịch sử nha, khu dân cư này là tập kết rác ở khu di tích nè. Hôm nay hội đồng niên 8 năm là thôn Kỳ Thủy dọn rác là rất là bức xúc các bạn ạ. Bởi vì đây là khuôn viên đẹp đẹp chung của thôn Kỳ Thủy các bạn ạ. Không lấy được thì lấy xe lăng con mẹ ra kia luôn. Ông này cái chỗ sơn là thôi sẽ tấn.